Nó ngon. Hello hello hello, welcome back to my channel. Hôm nay họ sẽ làm một cái mukbang mà đã từ lâu rất là muốn làm. Lần trước có là họ nghĩ là họ sẽ làm mukbang với lại toàn là chicken là gà thôi, tại lúc là rất là strict on diet. Nhưng mà bây giờ ở nhà vẫn là go back on diet, nhưng mà thật sự là không có ăn nhiều được gà nữa tại vì ngán tới đây rồi các bạn ạ. Nên hôm bữa giờ là mẹ làm cơm sườn, cơm tấm và nước mắm tự làm, cũng như là mỡ hành nữa. Họ sẽ ăn mukbang với lại cơm tấm tự làm. Một điều đặc biệt á là ở nhà là mẹ không có làm bì thiệt. Đây là bì nhưng mà bì làm từ cái cọng mà hủ tiếu nhỏ xíu, giống như là cái bún tàu, các bạn được trộn thính vào thôi, nên là sẽ không có những cái sợi thịt heo nhỏ hay là cái da heo. Mà thật sự là ăn cái này thì nó healthy hơn chút xíu ish, nhưng mà nó đỡ có ngán các bạn ạ. Và nước mắm thì ở nhà là mẹ tự làm, rất là ngon, y như ngoài tiệm thôi. Chảy nước miếng. Bây giờ sẽ chan nước mắm vô. Họ ăn rất là mặn nên họ sẽ ăn rất là nhiều nước mắm. Đây là đồ chua, ở nhà mẹ cũng tự làm luôn. Các bạn thấy không, sống với mẹ rất là sướng. Mà đồ chua này làm từ dưa leo, mà không hiểu tại sao mà với lại có dưa cải nữa. Không hiểu tại sao là dưa leo làm đồ chua rất là thơm. Thêm một miếng mỡ hành. À, cái mỡ hành này á là làm với lại dầu ô liu các bạn ạ. Chà, chảy nước miếng. Một miếng sườn. Thì hôm nay á Hào sẽ tính cái macro của Hào cho các bạn nhé. Thì Hào có 200g broken rice là cơm tấm nhé. Rồi sườn á thì là hồi nãy Hào cân á là hai miếng như thế này sẽ là 167g pork chop. Cái pork này là cái thịt heo này là hôm bữa đi Costco, ngồi nói chuyện với tất cả các bạn ở ngoài đó, là mẹ đi mua Costco cái pork này nè. Một cái dĩa bự như thế này, khoảng mười mấy miếng. Thì nó dày lắm các bạn thấy không? Dày lắm. Dày khoảng 1cm đó các bạn. Nó actually dày hơn á khi mà mình nướng thì nó khô lại. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Thử trước nhé, như cứ như là ăn cơm tấm ở ngoài tiệm. Các bạn biết không? Hàng rất là đói bụng tại vì nãy là mới workout ở nhà xong. Mà sáng nay dậy rất là trễ. Bây giờ là đã 4 giờ chiều rồi, mới ăn trưa. Các bạn có thấy là cái quarantine nó khủng khiếp không? Ở bên Việt Nam á là bảo đảm là xong quarantine rồi mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng mà bên này á là chưa có cái gì trở lại bình thường hết. Thế là chỉ có ở nhà ăn và phải một ngày phải tìm ra cái cách mà để nó được productive. Nên là Khổ lắm. Cái bì á, các bạn làm như cái kiểu mà nhà mẹ họ làm đi. Nếu mà các bạn không có ăn nhiều thịt heo hoặc là nhiều mỡ, biết là có nhiều rất là thích ăn mỡ, nhưng mà nếu mà ai mà diet hay là sao á, làm bằng bún tàu nhà, thấy không? Ngon lắm, cũng dai, chay dẻ, các bạn sẽ không có phân biệt rõ lắm đâu. Rồi ăn mà vừa nói chuyện với các bạn nên điệu vậy thôi chứ nhà ăn cũng ghê lắm. Mà bạn nào mà coi video của Hào á, theo dõi á, nếu mà các bạn có thấy á, ngon quá. Nếu các bạn có thấy á, Hào mà càng ngày càng khùng á, là tại vì ở nhà riết nó vậy nè các bạn. Rất là ngon. Hừ.
Trời ơi, hầu giống ăn giống chịu bình trầm không? Không phải là đem chịu bình trầm vô để mà câu like nha. Nhưng mà ngày nào cũng coi chịu bình trầm hết. Thật sự là không có coi chị ăn mà nghe chị nói á. Tại vì họ thấy chị Bình Trần là một cái người rất là dễ thương. Qua những cái video mà xem thì chị là một con người rất là tốt. Các bạn có thể cảm thấy là ở Mỹ là cái tiếng là warm heart, là một cái trái tim rất là tốt, it's good heart. Thì chị có bé xa, bây giờ chị làm YouTube là để nuôi cả một gia đình. Nên là rất là ngưỡng mộ cái sự cố gắng và nỗ lực của chị. Từ một người mẹ bỉm sữa mà bây giờ YouTube gần 3 million. Đó là một điều rất là giỏi các bạn. Mà không phải là coi chị ăn, mà đúng là có nhiều cái món cũng thú vị. Nhưng mà thường là coi chị nói, giống như là nghe riết bị ghiền á. Giống như mình xem TV á, thì YouTube cũng như là một cái đài truyền hình đúng không? Thì mỗi một người sẽ có một cái đài khác nhau. Thì cái đài của chị á, là giống như mình đã coi bộ phim nhiều tập mà cảm thấy cuốn hút và thấy giống như là một cái thói quen luôn á. Thì coi cái video và cái channel, cái giọng của chị như là một cái thói quen. Nên là ngày nào cũng coi. Và bây giờ ăn mukbang sẽ là diễn tả lại cái kiểu của chị. Nó ngon. Dạ. Lỡ mà làm cái này xong á, cái đó hả, bị mất hình tượng. Mà cũng có, không chọn đâu mất. Thôi cản đi. Nhớ rồi, trở lại cái vụ hôm bữa. Nó đã. Cái vụ hôm bữa, ngồi trên xe nói chuyện. Chưa hết. Là cảm giác như thế nào mà khi ngồi ở nhà không gần một tháng, hai tháng hơn rồi mà tiền nó chạy vào nhà băng. Cảm giác thật sự là Hà không có thích cái điều như vậy. Tại vì từ nhỏ lớn lên á, Hà rất là tự thân vận động. Đúng ý là mình cảm ơn cái thời gian này không phải làm gì hết mà vẫn có tiền để trang trải cuộc sống. Nhưng mà không chịu không nổi các bạn ơi. Đi không, giống như họ nói, họ tránh ra đường tại vì khuyến khích ở nhà và không có đi nhiều nên là chỉ ở nhà thôi. Mà không muốn đi làm lại, không muốn đi học lại, không muốn làm ra tiền tự nuôi sống bản thân mình tại vì hào là con người như vậy. Nên á, từ bữa ở nhà, bây giờ ở nhà là cứ phải tìm đủ chuyện để làm hết. Ví dụ như là không workout cũng tập bụng hay là tập những cái bài tập khác, rồi học Spanish hoặc là tìm bày cái món gì ra để ăn, hoặc là bày ra những cái món gì để ăn hoặc là để làm. Hào mới tìm được mấy cái công thức làm rất là lạ để Hào sẽ hôm nào quay cho các bạn coi, rất là thú vị. Ví dụ như là làm bánh bột lọc bằng bánh tráng, làm bánh cuốn bánh tráng và làm bánh bèo bằng bánh tráng. Cho nên là hỏi là ở nhà được tiền không như vậy thích không? Thật sự là không thích. Tại vì không có cái gì mà sướng bằng cái công sức và cái sự nỗ lực của mình ra để mà kiếm được cái đồng tiền mà mình có thể sử dụng. Mà khi mà Hào đã ở Mỹ 9 năm trời rồi mà tự thân vận động là đã quen rồi, bây giờ mà cứ như vậy là chắc chịu không nổi. Thì bữa giờ đó là ở nhà thì đã tìm được một cái chương trình mà mình muốn đi học lại, nên Hào nghĩ là xong cái này Hào sẽ đi học lại cái khác, cũng sẽ đi làm thôi, nhưng mà làm cho đầy đủ nuôi sống bản thân và đóng tiền học thôi. Còn học cái gì Hào sẽ bí mật cho các bạn biết sau. Hơn nó là tìm được mấy cái chương trình học online ở bên này. Nó có một website, ở trong đó là
toàn là dạy online. Nó có một website mà ở trong đó là tất cả những ngành nghề mà bạn có thể tưởng tượng được thì nó sẽ ở trong đó. Thôi tưởng tượng là hiện hữu thì nó xong cho trong đó. Thì nó sẽ tổng hợp từ cơ bản đến nâng cao dành cho tất cả mọi lứa tuổi, tất cả mọi trình độ. Có rất là nhiều trường học nổi tiếng ở Mỹ hoặc là ở những nước châu Âu sẽ tham gia, nhưng mà cái ngôn ngữ chính thì hoàn toàn là tiếng Anh. Nếu như mà bạn nào mà có hứng thú mà học online, mà các bạn tiếng Anh của bạn giỏi, bạn muốn học á, thì nhớ là inbox cái leave a comment cho Hào nhé, thì họ sẽ share cái link đó với các bạn nếu mà các bạn yêu thích, nhưng đừng quên là để comment nhé. Thì họ học nửa giờ là cũng giống như là hoàn toàn miễn phí. Như bạn muốn trả tiền á thì nó sẽ cho bạn cái certificate, là nó sẽ cho một cái chứng nhận giống như là bạn học cái course thì xong rồi, nhưng mà họ không có trả tiền, tại vì sau này họ sẽ đi học cái course ở bên này để mà trả tiền, đóng tiền để lấy ra cái bằng đàng hoàng luôn. Nên nó là cái free education này ở trên mạng rất là hữu ích. Nếu như mà ai có cái ý định là muốn đổi ngành, hay là muốn tìm hỏi, hay là muốn tìm hiểu, hay là học hỏi một cái gì khác nhưng mà tò mò, thì các bạn nên học theo cái trang web này, tại vì nó là miễn phí và mình không có mất gì, trong nhất trong thời gian này nếu như bạn bị quarantine, thì đó là cái mà mình nên làm để giết thời gian giống như nào. Cái món này rất là ngon. Mà các bạn biết cái làm bằng dầu ô liu thì nó sẽ healthy chút xíu. Chưa hết là các bạn có thể làm mỡ hành bằng cách là bỏ vô microwave á, các bạn biết không? Chỉ cần bỏ mỡ, ủa lộn, bỏ dầu và hành vào, hành sách ra, sau đó bỏ vô microwave khoảng 1 phút, thế là chúng ta đã có mỡ hành. Các bạn biết là ở nhà không có hoạt động nhiều, chỉ có ăn rồi ngồi hoặc là ngủ rồi tập workout thôi, nhưng mà workout cũng có bơi rất là nhiều fat. Mà ai mà bữa giờ mà quarantine ở nhà mà có home workout là biết nó như là trời trồng đấy các bạn. Tập cái gì mà đẩy có mấy cái mà đổ mồ hôi mà đuối kinh khủng. Nhưng mà bây giờ làm sao, giờ công sức mình bỏ ra ở phòng gym bao lâu, bây giờ chỉ vì cái này mà lại let go thì trời ơi chắc là buồn. Nhưng mà thôi, bây giờ nắm níu được bao nhiêu thì nắm níu. Một tháng rồi hoặc là giống như là đúng là let go luôn á, là có nghĩa là không tập, không dễ là ăn xả láng, là phì lên lại liền. Nhưng mà bắt đầu từ hôm qua đến giờ đã ăn uống đàng hoàng lại. Không có đàng hoàng lắm, tại vì nè, hồi đó đó, khi mà siết cơ là Hào ăn chỉ toàn thịt gà thôi, mà rất là nhiều, carbs cũng rất là ít, ăn cái gì là phải bỏ vô cái máy, bỏ vô cái máy, bỏ điện thoại, bỏ điện thoại nào cái app. Xong bữa Hào nói với các bạn á, để mà tính câu mình ăn bao nhiêu, ăn đủ là phải dừng. Có nhiều hôm á là đói bụng đến mức độ mà cồn cào nhưng mà cũng không dám ăn. Còn có nhiều hôm đi làm đến khuya 1-2 giờ đói quá, thế là phải làm salad, tại vì ăn greens là những cái vegetable là không có, có calories, chỉ là có chất xơ và không có bị mập. Nên á là phải nhét cái vô họng, mặc dù là rất là khô với lại ngán, nhưng mà đó là cách ăn. Nhưng mà bây giờ có đồng ý là count macros lại, nhưng mà thực sự là cũng không có sao ta, không có kiểm soát lắm, chỉ là bỏ vào bao nhiêu protein, bao nhiêu carbs, bao nhiêu fat thôi. Còn calories thì thực sự là cũng không có tính tới, tại vì không có làm việc hay là đi đâu đi lại nhiều nên là không có burn calories. Nên bữa giờ là ăn là diet dữ lắm nhưng mà vẫn phì chút xíu. Ok, đi sau cái này đó mình sẽ quay trở lại, mình tập lại bình thường. Nhưng mà bây giờ
cố gắng được bao nhiêu thì cố gắng bấy nhiêu, để cho cảm giác là một ngày của mình nó productive mà không có phải là lazy hay là nằm ở nhà không làm gì hết. Mỗi người sẽ có một cách suy nghĩ thôi. Có nhiều người thì có thể là rất là enjoy cái thời gian này, cũng làm không gì hết, có tiền mà xài thôi. Nhưng mà họ không, họ cảm giác như là mình đang bị thụ động. Mà cuộc sống á, người ta hay nói là life is short ấy, các bạn. Ngắn thiệt, mà bây giờ 60 năm cuộc đời, bây giờ nửa mẹ nó cuộc đời rồi mà vẫn còn 60 năm cuộc đời, bây giờ nửa cuộc đời rồi mà bây giờ phải ngồi ở nhà và ăn, không làm gì hết, không kiếm ra tiền, buồn. Nhưng mà mình phải nghĩ tích cực. Là chúng ta nên cảm ơn cái thời gian này. Hôm bữa họ đọc được một cái Facebook post, đó là người đó là người đó cái người post cái bài đó là khuyến khích bạn nên viết xuống hàng ngày giống như là một cái quyển nhật ký trong khoảng thời gian này, để mà bạn có thể lưu lại được những cái gì đó trải qua. Thì người đó nói là nếu như mà bạn giống như là chụp hình hay là thì có rất là nhiều cách để mà viết lại. Bạn có thể quay phim, bạn có thể chụp hình ảnh, nhưng mà cái người này là nhất thiết là bạn phải viết xuống, bởi vì sau này khi mà bạn đọc lại những cái khó khăn như vậy mà trải qua thì nó là một cái dấu ấn đậm hơn là cả những cái phim ảnh hay là những cái công cụ khác để mà lưu lại những kỷ niệm. Theo cảm thấy rất là đúng luôn á. Tại vì nếu như mà bạn có bao giờ mà có mở lại những cuốn nhật ký của mình ngày xưa, nếu mình có làm á, thì cảm thấy lúc đó bao nhiêu cảm xúc á, nó trở về, nó ùa về còn lạ hơn và nó sâu đậm hơn là cái cảm giác mình xem là một cuốn băng hay là một cái video. Nhưng mà đọc thì đọc vậy thôi, nhưng mà Hào là con người mà không có thích viết lách hoặc là đọc, nên á là Hào nghĩ là làm YouTube sẽ là một cái lưu lại tốt nhất cho Hào. Mà Hào là một cái con người mà thích xem hình ảnh hơn là đọc chữ viết. Bây giờ Hào không có đọc nhiều, đồng ý là cố gắng thúc đẩy mình để mà đọc tin tức này nọ, nhưng mà đó là cái nhiều nhất mà Hào đọc. Bây giờ ra YouTube nhiều như vậy, mai mốt sau này cuộc sống sẽ là bình thường á, không biết có thể có thời gian mà làm không. Nhưng mà họ muốn là làm và theo đuổi đến cùng, tại vì đây là những kỷ niệm đẹp của một thời thanh xuân. Thanh xuân của Hà chắc chưa qua đó các bạn hả? Cũng còn đang ở giữa thanh xuân. Khi nào mà già nhăn nheo lúc đó chắc mới hết thanh xuân. Tại vì con người mình mà trẻ, tâm hồn mình vẫn còn trẻ thì mình sẽ vui vẻ hơn, và cái ở ngoài của mình nó vẫn sẽ trẻ hoài. Cứ nghĩ là vậy đi, nhưng mà chắc không phải vậy đâu. Nhưng mà thà là nghĩ như vậy còn hơn là nghĩ tính tiêu cực, đúng không? Nếu bạn nào mà xem cái này á mà có thấy thèm á, nhớ để lại comment cho Hào nha. Rồi bây giờ ghen tị với tất cả các bạn ở Việt Nam, tại vì Việt Nam mở cửa lại rồi nên tất cả món ngon đồ ngon các bạn đều ăn. Mà ở Mỹ á không có như đồ Việt Nam, cũng có chỗ nấu ngon nhưng mà đồ Việt Nam là ngon nhất. Vậy là buổi mất ban của Hào với món cơm tấm sườn bì không có chả đến đây cũng đã hết rồi. Mặc dù nó hơi là kỳ cục lần đầu tiên mà ngồi ăn và nói chuyện với mọi người trên camera, không biết là nó sẽ ra như thế nào, nhưng mà hy vọng là các bạn thích cái video này. Thì đừng quên để cho Hào một cái like hoặc là để những comment cho Hào. Các bạn làm mất ban bao giờ chưa, hoặc là các mất ban của bạn sẽ là gì? Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.